Ok, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoàng Trader. Nhật Hoàng đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích vàng, forex và chứng khoán Mỹ theo Bookman Price Action. Trong tuần này chúng ta có khá là nhiều thứ để chúng ta bàn với nhau trên thị trường vàng, forex và đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ. Có rất là nhiều những cái mã cổ phiếu đang hồi phục lại từ tro bụi, cũng như là một con phượng hoàng nó hồi phục lại từ những cái đống tro bụi mà của cái thị trường giảm giá trước đó. Trong ngày hôm nay Hoàng sẽ định hướng cho anh chị giao dịch vàng và forex vài cái cặp tiền, cũng như là đặc biệt là Hoài rất là chú tâm vào cái thị trường chứng khoán Mỹ, vì Hoài kỳ vọng vào một cái sự hồi phục của không chỉ là riêng cái thị trường chứng khoán mà nó còn là nhiều cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi nữa. Chúng ta cùng đi vào video thôi. Okay, trước khi đi vào video thì anh chị để lại comment tôi quan tâm hoặc bất kỳ thị trường nào mà anh chị cần phân tích nha. Cũng như là subscribe kênh YouTube và bấm ngay cái nút quả chuông để mà xem ngay những video sắp tới mà Hoài ra. Sắp tới thì Hoài sẽ ra rất là thường xuyên, nhiều video hơn trước và những video cũng sẽ có chất lượng cao hơn nữa. Anh chị cùng đón xem nha. Bây giờ chúng ta cùng đi ngay vào cái biểu đồ vàng. Thì cái câu chuyện của biểu đồ vàng theo cái cách đọc price action của Bowman nó rất là dễ anh chị. Nó không có gì là phải mò mẫm hay là dự đoán hết. Tất cả nó đều được thể hiện rất là rõ bằng những cái thông tin đơn giản từ biểu đồ nến và cái đường EMA là chúng ta đã thấy được cái câu chuyện hiện tại của thị trường rồi. Anh chị hình dung ha, đường EMA là cái công cụ quan trọng để mà Bowman ổng định hình cái xu hướng hiện tại và ổng gọi là áp lực chủ đạo. Áp lực chủ đạo tức là nhìn vào đường EMA chúng ta sẽ thấy được là phe bò, là phe mua lên đang có áp lực hơn, hay là phe gấu, hay là phe bán xuống đang có áp lực hơn. Thời điểm hiện tại chúng ta thấy giá nó đã phá lên trên đường EMA nè. Giá đã phá lên trên đường EMA. Và cái quan trọng hơn nữa là nó không chỉ phá lên trên mà nó còn giao dịch bên trên cái đường này nữa. Giao dịch một cách bên trên, một cách nhất quán bên trên cái đường này. Tức là nó đang coi cái đường này là một cái vùng hỗ trợ. Như vậy hai điều kiện ha. Giá nó nằm trên đường EMA và giá đã phá vỡ đường EMA và giá giao dịch bên trên đường EMA một cách nhất quán. Là chúng ta thấy là cái thiên hướng áp lực chủ đạo nó đang nghiêng về phe mua lên, tức là phe bò rồi. Và thêm một cái điều kiện nữa mà chúng ta cần nữa để chúng ta xác nhận cái xu hướng tăng, đó chính là đường EMA, chính cái bản thân cái đường EMA này nè, nó phải dốc lên. Đó, nó phải dốc lên thì lúc đó xu hướng tăng nó mới rõ ràng. Nhưng mà chúng ta không có cần phải đợi cái điều kiện đường EMA dốc lên đó chúng ta mới được mua vào. Anh chị hoàn toàn có thể mua vào khi mà giá phá vỡ khỏi một cái cú nén. Thì trong trường hợp này chúng ta có thể hình dung cú nén ở đây là cú nén với đường kháng cự, chính là cái đường kháng cự mà Hoài vẽ ra như vậy. Thì cái đường này nó cũng không có được gọi là chuẩn xác cho lắm, không có được gọi là chính xác cho lắm, bởi vì nó có nguyên một cái khoảng trống chính giữa này. Nguyên một khoảng trống này là giá không có gặp lại cái đường này lần nào hết. Nhưng khi mà giá gặp lại cái đường này quanh cái khu vực này thì nó vẫn nhớ là mình đang gặp một cái vùng kháng cự quanh cái đỉnh, vùng đỉnh trước đó, cho nên nó mới điều chỉnh giảm xuống. Như vậy thì giá nó vẫn còn cái trí nhớ, đúng không ạ? Giá nó vẫn còn cái trí nhớ là quanh cái vùng quanh 1730 này có cái kháng cự nằm đây. Do đó chúng ta có thể vẽ đường kháng cự ở đây và chúng ta chờ đợi cú nén ha. Nén thật là chặt chẽ. Nén thật là chặt chẽ. Khi nào nén thật đủ chặt và nó đã hoàn tất cú nén bằng một nến tăng nha anh chị ha. Những cái thanh nến mà chúng ta đặt lệnh luôn luôn phải là một nến bullish, nến tăng đóng cửa có biên độ vừa phải tốt, hoặc là một nến bullish bin 3, tức là nến bin 3 tăng giá. Để hình dung xem cái bin 3 tăng giá ở đây. Ví dụ như bin 3 như thế này gọi là bin 3 tăng giá này. Đây, như nến bên trái này là một bin 3 tăng giá. Đó. Ví dụ như một nến này cũng có thể gọi là bin 3 tăng giá, mặc dù là cái thân của nó là thân nến nhỏ. Thân nến nhỏ không có được rõ ràng, nhưng chỉ cần cái đuôi nó dài hơn và cái thân nó nhỏ, cái đuôi nó dài xuống phía dưới là chúng ta có thể coi đó là một bin 3 tăng giá rồi. Đó. Cái ý nghĩa của bin 3 thì nhiều anh chị đã biết rồi, chắc Hoài không có cần nhắc lại nữa. Chúng ta chọn một là thanh bin 3 hoặc là cái thanh nến tăng để mà chúng ta có thể đặt lệnh. Nhắm tới cái mục tiêu ban đầu là 1800 nha anh chị. Đây Hoài nhắm hơi xa rồi. Mục tiêu ban đầu là 1800. Bây giờ chúng ta cùng nói về dầu. Dầu là một thị trường rất là thú vị. Thú vị ở chỗ là thậm chí nó không có cần hoàn thành cú nén nữa mà nó đã phá vỡ luôn rồi. Phá lên một nến rất lớn nha, đã phá lên một nến rất lớn. Nhưng mà theo cái bộ điều kiện của Bowman thì đây cũng không phải là một cái điểm vào lệnh mua tốt. Bởi vì thứ nhất là giá phá vỡ lên được cái đường kháng cự này mà không thông qua một cái cú nén nào. Nó chỉ phá vỡ bằng cách là nó đi thẳng một lèo từ dưới lên trên thôi.
đó, đi thẳng một lèo từ dưới lên trên, thì tất cả những cái cú phá vỡ mà nó dẫn đến từ cái việc là đi thẳng một lèo từ dưới lên trên đều được coi là những cú phá vỡ không đạt chất lượng. Nó hoàn toàn có thể bị cái phe bán khống ở trên này, phe bán khống ở trên bán xuống và khiến cho giá tạo thành một cú phá vỡ giả như vậy. Đó, anh chị hình dung ha. Thì những cái cú phá vỡ mà Bofferman ổng đặt ra là cú phá vỡ tốt á, thì nó sẽ có hình dáng như thế này. Nó sẽ có hình dáng là đi từ dưới lên trên nhưng mà nó gặp cái vùng kháng cự, nó không có phá lên liền mà nó còn tích lũy thêm một đoạn nữa. Nó còn tích lũy thêm một đoạn nữa, và khi tích lũy đủ chặt chẽ rồi nó break lên, thì cái sự phá vỡ lên tại cái thời điểm này nó được tạo ra bởi nguyên một giai đoạn tích lũy động lượng từ phía trước đó, cho nên cái sự phá vỡ này nó có nội lực, nó có nội lực rất tốt. Còn cái sự phá vỡ giống như là của dầu ở tại cái thời điểm hiện tại đó, là một cú phá vỡ rất là nhanh và gấp nhưng mà lại không có nội lực. Cho nên đây là cú phá vỡ mà Hoài không nên vào, không khuyến nghị anh chị không nên vào lệnh. Hoàn toàn giá có thể bị bật ngược xuống, đạp xuống liền. Đó, không tốt để chúng ta có thể vào. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta bỏ qua luôn, chúng ta có thể chờ cho giá hồi ngược về, tạo một cú phá vỡ chặt chẽ hơn, tạo một cú nén chặt chẽ hơn rồi chúng ta có thể vào. Đó, thì lúc mà chúng ta vào lệnh sau này nè, lúc mà vào cái thời điểm sau này nè, vào lệnh ngay tại thời điểm này mới gọi là timing tốt, tức là chọn cái thời điểm vào lệnh tốt. Còn chọn thời điểm vào lệnh ngay tại cái thời điểm này mà mua xong đợi giá giảm giá, mua xong phải gồng vì giá giảm, phải chịu một cái mức bị âm trạng thái, âm vị thế, và bị chịu cái khoảng thời gian, cái khoảng thời gian mà anh chị vào lệnh tại đây và anh chị chờ đợi nguyên khoảng thời gian này thì giá nó mới tăng, thì đó là một cái cách để mình chọn điểm entry không tốt. Đó, kỳ vọng của Hoài cho dầu vẫn là tăng giá, mục tiêu của Hoài cho dầu là quanh 100, là 100, nhưng mà khi nào mua thì anh chị biết rồi đó. Ok, chúng ta chọn UZ ha. UZ là một cặp tiền mà Hoài có thể khuyến nghị anh chị mua ngay ở thời điểm hiện tại ha. Ngày mai thị trường mở cửa đặt lệnh ngay cho Hoài. Vì sao? Và giá đã Hoài cất cú ném với đường kháng cự rồi, một đường kháng cự rất chuẩn xác, rất đẹp ha, không thể nào chuẩn hơn được nữa. Và thế nên chúng ta chọn đặt lệnh là nến pin 3, đây là nến pin 3 tăng giá này, chị hình dung rất rõ ha. Đấy, khả năng cao là cũng đang đạt hoàn tất rồi, chúng ta nhắm tới cái mục tiêu là trước mắt phải nắm tới mục tiêu quanh 148 đi. Đấy, rồi khi mà giá nó tiến tới nữa thì chúng ta mới kéo thêm cái mức chốt lời quanh 150. Tức là khi mà giá tiến gần tới 148, quanh cái 100-150 là anh chị chốt lời dần dần là được rồi, hoặc là chúng ta kéo stop loss chặt chẽ đi là được rồi. Đó là cách để chúng ta có thể bảo vệ cái lợi nhuận một khi chúng ta đang có lợi nhuận mở. Rồi bây giờ nói về USHF thì là cú nén rất tốt, đầu tiên là nó phá vỡ cú nén với đường kháng cự, thực ra nó cũng chưa phải là cú nén nữa, phá vỡ cái đường kháng cự thôi, và cái cách phá vỡ rất là giống với dầu hồi nãy anh chị hình dung ha. Nè, nó đi một lèo từ dưới lên trên đó, đi một lèo từ dưới lên trên phá vỡ bực, nhưng mà không có tăng liền, không có tăng được, sau đó nó phải giảm xuống nó mới tăng tiếp được. Thì dầu, trường hợp dầu nó cũng sẽ, khả năng cao nó cũng sẽ giống vậy thôi. Đó, nhìn USHF mà chúng ta áp lên dầu, đây là cái một cái điển hình rất là rõ ràng của cái quy tắc là phá vỡ thì phải có cái giai đoạn nén tích lũy, lúc đó thì cái cú phá vỡ nó mới đi liền được, nó mới đi xa được, chứ không thì đi chút xíu là rớt lại rồi. Đó, và anh chị thấy sau khi nó rớt lại nhưng mà nó cũng không có đảo chiều luôn, mà nó lại cố gắng hình thành thêm một cú nén mới, đây là cú nén với đường xu hướng nè, đường xu hướng mới, thì lúc này là chúng ta lại có một cú phá vỡ, cố gắng phá vỡ nó là phá vỡ sớm nữa. Đó, Bofferman ổng đưa ra chất lượng của cú phá vỡ làm ba cái dạng chất lượng. Đầu tiên là phá vỡ tệ, tức là phá vỡ quá sớm, phá vỡ giả luôn á. Đấy, như cái cách mà kiểu như thế này là phá vỡ tệ. Đây, phá vỡ như thế này là phá vỡ tệ. Phá xuống mà xong nó không có, nó đảo chiều luôn, phá cái đường ngang hỗ trợ này. Đó, phá xuống xong đảo chiều xu hướng luôn là phá vỡ tệ. Những phá vỡ tốt là phá xuống nó phải đi tiếp chứ. Phá vỡ mà nó đảo chiều luôn là phá vỡ tệ chứ gì nữa. Đó là dạng đầu tiên, là dạng này là chúng ta bắt buộc phải tránh được. Dạng thứ hai là phá vỡ sớm. Phá vỡ sớm là cái trường hợp mà giá phá vỡ đảo chiều lại nhưng mà nó không đảo chiều luôn xu hướng mà nó còn cố gắng tạo thêm một cú nén tiếp theo để có cái lần cố gắng lần thứ hai. Đó, thì dạng này cũng nên tránh luôn, bởi vì anh chị vào lệnh theo cái dạng này thì rất dễ bị kén stop loss, rất dễ bị kén stop loss khi mà giá kéo ngược trở lại. Ví dụ như trường hợp này nè, vào lệnh ngay tại đây, bài thấy nó phá vỡ lên đúng không ạ, thấy nó phá lên là mua tại đây, giá èo xuống cái stop loss ngay lập tức. Dạng này cũng nên tránh. Và dạng thứ ba là phá vỡ tốt.
true break hay là proper break đó, thì đó mới là cái dạng phá vỡ mà Bowman hướng tới, và tất cả những người giao dịch chúng ta, những nhà giao dịch phá vỡ nên hướng tới những cú phá vỡ đó. Phá vỡ tốt là như thế nào? Là phá vỡ sau khi giá đã tích lũy một giai đoạn nén thật là chặt chẽ, không thể nào nén theo được nữa, bùm phá lên, chúng ta mua tại đây, thì đây gọi là cú phá vỡ tốt. Chị hình dung ha? Đây vẫn là một cú phá vỡ chưa tốt nè. Nếu mà nó nén, nó phá lên như thế này thì là nén chưa chặt chẽ và nó vẫn còn sớm để chúng ta có thể vào được lắm. Cứ chờ đợi thêm chút nữa đi. Hy vọng là sau những cái ví dụ thực chiến này là anh chị có thể hình dung ra được khi nào là thời điểm tốt để chúng ta có thể vào là theo cú phá vỡ. Nhiều anh chị không biết là nén như thế nào là chặt, thì cứ giao dịch đi là chị sẽ hiểu rồi, chứ làm sao mà anh chị đòi hỏi hoài phải mô phỏng ra cho anh chị một cách dễ hiểu. Cứ đặt tiền vào giao dịch là sẽ biết cái nào sớm, cái nào muộn liền. Vào lệnh sớm thì bị âm trạng thái, vào lệnh muộn thì bỏ lỡ cơ hội, vậy thôi. Chỉ có vào lệnh đúng thời điểm thì chúng ta mới có lợi nhuận. Rồi thằng USD này, USD thì nó bị kéo giãn quá nhiều, xu hướng đang đi vào cái mức là tăng quá mạnh, tăng quá mạnh, bị quá mua, khu vực này là bị quá mua. Cho nên thời gian sắp tới thì USD nó chỉ có thiên hướng là đi ngang thôi, chứ hay không có nghĩ là nó sẽ tạo ra được một cái con sóng nào mới nữa. Cho nên chúng ta tạm thời có thể bỏ qua cái thằng USD này. EU. Với EU thì đây là một cái ví dụ thực chiến minh họa để cho anh chị có thể thấy rất rõ cái thứ gọi là chạm lại trần. Nhiều anh chị thì bị khúc mắc cái vụ chạm lại trần này. Đó, không có hiểu chạm lại trần là sao hết. Để mà giải thích một cách lý thuyết thì dĩ nhiên là rất là khó rồi, nhưng mà khi mình nhìn trên biểu đồ thực chiến chúng ta sẽ dễ thấy, rất là dễ thấy. Chạm lại trần là cái lần mà một lần mà giá quay trở lại, chạm lại một cái mức giá nào đó. Và cái mức đó được xác định bởi cái gì? Bởi cái vùng đỉnh của một cái mái vòm. Mái vòm ở đây là một cái chuyển động giá, nó có dạng vòm như thế này nè. Đó, một cái lần giá đi lên và giảm xuống như thế này thì cái phần đỉnh của cái mái vòm này nó nằm khúc này. Thì giá từ một cái vị trí dưới và nó đi lên và nó chạm lại cái vần đỉnh này, nó chạm lại cái phần bụp cả này và đảo chiều tại đây, thì đây gọi là chạm lại trần. Ngược lại, trường hợp ngược lại, chạm lại trần mà theo cái kiểu ngược lại, chạm từ trên xuống á, ví dụ như chúng ta có một cái mái vòm dưới lên như này đó, chúng ta có một mái vòm, tức là một cái giai đoạn mà giá di chuyển giảm xong rồi tăng lên, giống như là cái khúc bên trái này đó, giảm xong rồi tăng lên, thì đây gọi là một mái vòm. Anh chị hình dung ha? Và giá từ bên trên ha, từ bên trên di chuyển xuống và chạm cái phần đáy của cái mái vòm này, con cái cục này này, chạm phần đáy mái vòm, bực phát đảo chiều lên trên, thì đây gọi là chú cũng là cú chạm lại trần. Thì anh chị hình dung ha, anh chị hình dung ha, cái trường hợp của EU này, trường hợp của EU là giá đi từ dưới lên trên, đi dưới lên trên, chạm ngay cái vùng đường chấm chấm này, và cái đường chấm chấm này chính là cái vùng đỉnh của một cái mái vòm trước đó, đây là chính là một cái mái vòm của EU này. Một lần mà giá di chuyển đi lên và giảm xuống như thế này gọi là một mái vòm. Đó, thì cái vùng đỉnh của cái mái vòm này là quanh cái khúc này đúng không? Quanh khúc này là đỉnh mái vòm này. Đó, kéo dài cái đường này ra, giá chạm, bùm, đảo chiều xuống, đây là chạm lại trần. Không có cái ví dụ nào mà thiết thực và dễ hiểu hơn là cái thằng EU này. Tí nữa GU cũng có một lần chạm lại trần cho anh chị xem. Đó. Thì cái mục đích của cái việc tìm ra những cái lần chạm lại trần này là gì? Chạm lại trần là những cái lần chạm lại mà có xác suất đảo chiều rất cao, thậm chí là cao hơn cả chạm lại kỹ thuật. Cao hơn cả chạm lại kỹ thuật. Chạm lại kỹ thuật là sao? Chạm lại kỹ thuật là giá phá vỡ một vùng hỗ trợ kháng cự, nhưng và sau đó nó quay trở lại, nó chạm lại cái vùng đó và nó đảo chiều, thì tức là cái vùng kháng hỗ trợ trước đó nó biến thành cái vùng kháng cự. Ví dụ như trong trường hợp này là cái đường biên dưới của cái hộp này chính là một vùng hỗ trợ bị đảo chiều, đúng không? Một vùng hỗ trợ bị phá vỡ, bị phá vỡ quanh khu vực này, và khi mà nó quay trở lại thì nó sẽ biến thành kháng cự, đúng không? Nhưng mà anh chị thấy giá nó xuyên thẳng cái vùng này một cách ngọt ớt à, nó đâu có chạm đúng ngay cái vùng biên dưới của cái hộp đâu, mà nó chạm cái vùng lưng lưng giữa đó. Mà nếu anh chị không có hiểu về cái khái niệm chạm lại trần, anh chị đâu biết cái vùng lưng lưng chính giữa này là cái gì, đúng không ạ? Đó, nhưng chúng ta đã biết về Bowman, chúng ta đã biết về chạm lại trần, thì chúng ta biết đây là một cú chạm lại trần, và cái vùng này được xác định bởi cái mái vòm bên tay trái. Rất là hay nha, đây là một cái điểm cực kỳ hay mà hầu như không có phương pháp reaction nào mà có thể giải thích được hết. Nhiều lần chúng ta thấy giá quay trở lại nó chạm, nhưng mà không biết nó chạm cái gì á, nó không phải chạm đúng ngay cái vùng mà vừa bị phá vỡ đó, mà nó chạm cái phút lưng lưng nào á,
đó chính là tâm lý. Giá nó sẽ không chạm ngay chính xác ngay cái vùng kỹ thuật, tức là cái vùng mà vừa bị phá vỡ, mà nó dịch lên chút xíu đó, mà phần dịch lên như vậy á, nó đúng ngay cái phần máy vọt trước đó, anh chị hình dung ha. Đó thì sau những lần chạm lại trần thì khả năng giá đảo chiều rất cao, và lúc đó nếu mà kết hợp với một cú nén là chúng ta có thể vào được một cái lệnh, một cái giao dịch, những cái giao dịch theo Bobman mà diễn ra sau một cái cú chạm lại trần có xác suất thắng cao hơn rất nhiều. Nhưng mà trong cái trường hợp này với EU thì Hoài lại không có nghiêng về cái hướng giảm giá cho EU, bởi vì chúng ta Hoài thấy trong cái sự dịch chuyển của dòng tiền là đồng euro đang dịch chuyển khá là tốt so với đồng đồng USD, euro đang dịch chuyển khá là tốt, cho nên Hoài vẫn không nghiêng về cái việc bán EU trong cái thời gian tới, tiếp tục quan sát xem sao. Và cái sự mạnh hơn của EU so đồng euro so với đồng USD bằng cách là mặc dù là trong con sóng dịch chuyển điều chỉnh, nhưng mà nó là vẫn có một cái sự mạnh mẽ nhất định, nó vượt lên trên đường EMA nè, nó không có đà chạm ngay vào đường EMA mà nó giảm, mà nó vượt lên trên đường EMA nó mới giảm, thì ở đây là có một cái sức mạnh nhất định, cho nên tạm thời chúng ta đứng ngoài. GU cũng tương tự, cái việc mà giá vàng nó đang hồi phục cho thấy là đồng USD đang có một cái đợt suy yếu, cho nên tạm thời anh chị không có nên mua vào USD nha, mà nên nghiêng về cái việc bán ra USD và chúng ta mua vào những đồng tiền khác. Đây, cái thằng nền GU cũng là một cú chạm lại trần rất đẹp, cái đường ngang này anh chị, vậy anh chị hình dung ra cái máy vỏ nằm ở đâu mà nằm ở bên trái nè, một lần tăng xong một lần giảm xuống nè, thì cái khu vực chính giữa này là phần máy vỏ, đúng không ạ? Rất là dễ hiểu và rất là trực quan sinh động, anh chị có thể hiểu được chạm lại trần là cái gì. Nhưng mà không phải vì chạm lại trần mà Hoài nghiêng vào cái việc bán GU đâu. Đấy, con sóng tăng hồi phục của GU, con sóng pullback của GU nó quá mạnh đi. Đây không phải là sóng pullback tốt để chúng ta có thể giao dịch. Và thậm chí cái cú nén với đường xu hướng này nó vẫn còn rất là nhiều khoảng trống chính giữa này nè. Đó, cho nên tạm thời đứng ngoài. Rồi bây giờ chúng ta cùng nói về NU ha. NU, như Hoài nói là những cái đồng tiền khác đang cố gắng hồi phục so với USD. Cho nên chúng ta khoan hãy bán. Vì những cái cặp tiền mà có chứa USD mà USD ở đằng sau á, là hầu như là đang bị quá bán rồi. Ví dụ như AU, GU, EU, NU rồi đó, là đang bị quá bán hơi nhiều và nó đang đi trong cái hộp nè, anh chị thấy không ạ? Hình dung nè, NU nó đang đi trong cái hộp. Thì bây giờ khoan bán ha, chúng ta cứ chờ cho nó tích lũy trong cái hộp xem sao, rồi chúng ta tính tiếp. AU thì cũng tương tự thôi, cái câu chuyện của AU nó rất là giống với NU, nhưng mà nó hơi khác chút xíu là nó có một cái sự phá vỡ, nhưng mà Hoài gần như chắc chắn là đây là một cú phá vỡ giả hoặc là phá vỡ sớm gì đó, không có giảm liền được đâu, khó lắm. Không có giảm được liền đâu, khả năng là nó sẽ bật ngược lên hoặc là nó đi tiếp tục đi ngang, thì giờ nó chẳng hạn đó. Cú phá vỡ này cú phá vỡ sớm khả năng cao là vậy, vì một cú phá vỡ mà nó diễn ra trong cái lúc mà thị trường nó đang bị quá bán thì nó khó có thể dẫn tới một con sóng tăng một con sóng giảm có ý nghĩa lắm. Bây giờ chúng ta cùng nói về thị trường chứng khoán Mỹ này, khá là thú vị nha. Cái chỉ số S&P 500 nó đi gần như chuẩn xác theo những gì Hoài nói trong cái tuần vừa rồi, đó là giảm sau cái cú này nhưng mà nó còn khả năng bật lên và sau đó nó mới giảm tiếp, không gì chuẩn xác hơn, bởi vì đơn giản thôi, Hoài thấy là nó phá vỡ cái đáy thấp nhất của trong năm 2022 rồi, nhưng mà trong cái tại thời điểm nó phá vỡ là nó đã bị quá bán khá là nặng nề, nó đang cách xa đường EMA nữa đó, cho nên cái lực hút của đường EMA khả năng cao là sẽ mạnh hơn, cộng thêm những trader mà đang bắt đáy mua vào dưới này nè, mua vào dưới lên nè, thì nó sẽ tạo ra một con sóng bất ngược lên trên. Nhưng mà sau khi chạm đường EMA là một vùng kháng cự mạnh thì nó sẽ giảm xuống, đó là cái cảm quan đơn giản của cái người phân tích thôi, nhưng mà Hoài không có giao dịch bởi vì nó không có cái cú nén nào một cách rõ ràng hết. Thời gian sắp tới anh chị có thể chờ đợi giá nén thật chặt so với cái đường hỗ trợ này và khi mà nó nén đủ chặt rồi nó break xuống, chúng ta có thể vào một lệnh, bằng không nhắm mục tiêu là quanh 3.400. Như anh chị có thể thấy là Hoài vẫn nghiêng về cái hướng bearish, tức là hướng giảm giá cho cái thị trường chứng khoán Mỹ, nhưng trong cái giai đoạn mà nó tích lũy đi ngang trước khi nó phá vỡ này, lúc mà nó tích lũy đi ngang này thì rất nhiều cổ phiếu tốt nó đang có thể hồi phục và tạo ra một cú sóng tăng, thì chúng ta có thể bắt con sóng tăng đó trước khi thị trường chứng khoán Mỹ nó quay trở lại giảm giá. Và hôm nay Hoài sẽ đưa ra 4 cái cổ phiếu ha, đều là thuộc cái nhóm gì anh chị, nhóm năng lượng. Bởi vì sao, một cái câu chuyện ở bên châu Âu đó là
năng giá năng lượng đang rất là cao, giá sưởi ấm này, giá điện này, giá xăng còi xăng dầu này, giá nói chung là những cái liên quan tới năng lượng, là bây giờ gần như là nhà giàu mới dám sử dụng máy sưởi 24/24. Đó, nhà trung lưu và bình thường là không có dám sử dụng máy sưởi 24/24 đâu. Đó, cho nên những cổ phiếu năng lượng nó đang có khả năng là đang bị đang có cái nhu cầu, đang có khả năng là tăng trưởng vì cái nhu cầu năng lượng đó. Mà trước khi chúng ta phân tích những cổ phiếu năng lượng thì Hoài định nhìn qua phát cái chỗ phiếu Dow Jones, cái chỉ số Dow Jones giống như là thằng S&P 500 thôi, nó bật ngược lên trên và giảm xuống giống như là cái nhận định của Hoài trong tuần trước. Và chúng ta có thể vẽ được một cái đường xu hướng như vậy ha, vẽ một đường xu hướng như vậy. Xu hướng giảm vẫn đè rất là nặng đó chị, xu hướng giảm vẫn đè rất là nặng. Đường EMA gần như dốc xuống nè và giá đang giao dịch nhất quán đường EMA. Thì bây giờ chúng ta cứ chờ đợi ha, thằng này chúng ta không có thể nào giao dịch được. Chúng ta đồng nói về cái cổ phiếu năng lượng đầu tiên, đó là thằng APA. Ok, APA. Đấy. Rồi, APA. Anh chị thấy cái kịch bản nó rất là giống với dầu đúng không ạ? Nó đang cố gắng phá vỡ đường kháng cự nè, cố gắng với đường kháng cự này, nhưng mà nó đi thẳng một lèo từ dưới lên trên chứ nó không có tạo ra một cái đà tích lũy gì hết. Khả năng cao đây là một cú phá vỡ sớm. À, tức là phá vỡ mà nó có cái mức chất lượng ở mức chính giữa là tầm trung theo cái thang đo đánh giá của performance, khả năng cao nó sẽ giảm xuống nhưng mà nó lại tạo ra một cú nén mới để chúng ta có thể tiến hành mua vào. Mục tiêu ban đầu là quanh 48 nha anh chị, 48 tới 50 là chúng ta có thể chốt lời được. PDCE cũng là một cổ phiếu mà Hoài đang nhắm tới trong cái thời gian tới. PDCE. Chờ cú nén với đường kháng cự thôi, nó đang chạm cái đường kháng cự quanh khu vực này, khả năng cao là sẽ không phá được liền đâu, chờ cho giá điều chỉnh xuống này. Tích lũy tích siêu, tiếp tục tích lũy, break lên trên chúng ta mua vào. Và khi nào chúng ta mua nè anh chị, hình dung Hoài vẽ ra cái đường này thì đó, khi mà giá tiến sát với cái đường kháng cự quanh cái khu vực này, quanh khúc này, tiến sát hoặc là sát và đóng cửa bằng một nến tăng trưởng hoặc là một nến bullish pin 3, có cái mức giá đóng cửa nằm sát so với cái đường kháng cự này thì chúng ta có thể tiến hành vào một lệnh mua. Vì sao? Vì khi đó nếu nguyên tắc vào lệnh mua của chúng ta là buy stop phía trên đỉnh mà, cho nên nếu cái đường kháng cự đó bị phá vỡ lên và đồng thời đỉnh thanh nến mà bị phá vỡ lên khớp lệnh của chúng ta thì ngay thời điểm đó, cái khoảnh khắc đó cũng là cái sự phá vỡ của cái đường kháng cự này luôn. Cái sự phá vỡ của hai yếu tố cùng một lúc, break lên cùng một lúc sẽ tạo ra một cái gọi là áp lực kép để khiến cho giá tăng trưởng thật là mạnh mẽ. Thì trong cái khóa học price action thực chiến là Hoài đã tuyển đầy đủ anh chị rồi thì Hoài sẽ nói rất là kỹ hơn về những cái khái niệm như là áp lực kép nè, chạm lại trần nè, đỉnh giả đáy giả nè, cùng thêm nhiều cái ví dụ thực chiến và cách để chúng ta có thể áp dụng những cái lý thuyết đó vào cái thực chiến. Và cái khóa số 2 của Hoài cũng đã có rất là nhiều anh chị đặt cọc giữ chỗ trước rồi, mặc dù là còn tới 2 tháng nữa mới khai giảng. Đấy. Như vậy cho chúng ta thấy là cái phương pháp này nó hot tới như thế nào, nó hay, rất là hay và nó thật sự có hiệu quả trên thực chiến chứ không phải là chỉ nói suông. Rồi ok, chúng ta nói về cái cổ phiếu oxy nha chị, cổ phiếu oxy nó đã phá vỡ đường xu hướng này nè, đồng thời phá vỡ đường EMA nhưng mà hoài không vào kịp, vì chúng ta có thể chờ đợi giá hồi về tạo cú nén mới để chúng ta có thể vào. Với cái hỗ trợ ban đầu là đường EMA quanh cái khu vực là khoảng 64-68. Rồi một cổ phiếu nữa đó là cuối cùng, cổ phiếu DVN. Cổ phiếu DVN kịch bản khá là giống, nó đã phá vỡ đường xu hướng nhưng mà một cú phá vỡ không có tạo ra bởi một cái cú nén nào rõ ràng, cho nên khả năng cao là nó sẽ điều chỉnh xuống, tạo ra cú nén chặt chẽ hơn rồi chúng ta có thể mua vào khi mà giá break thêm một lần nữa. Trên đây là cái video phân tích vàng forex và chứng khoán Mỹ theo performance price action. Anh chị thấy video này hay để lại comment, tôi quan tâm subscribe ngay kênh YouTube và cho một like cho các video cho Hoài nha. Nhớ bấm một nút quả chuông để đón chờ những video tiếp theo của Nhật Hoài. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.